Dưới thiên tai, sinh linh tịch diệt. 4.036 năm, mưa sao băng xẹt qua bầu trời, mang đi khả năng không phải tầm nhìn mà là vô số sinh mệnh. Tòa nhà Empire State được đúc bằng khoa học trong khoảnh khắc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khoa học kỹ thuật trì trệ không tiến, thậm chí trở lại thời đại vũ khí lạnh. Tội ác bạo lực bắt đầu triển lộ răng nanh. Không chỉ có như thế, trời cao trừng phạt cũng rốt cục đến. Trùng động mở ra, vô số tang thi, quái vật nối gót mà đến. Song song thế giới bắt đầu nối đường dây, trật tự thế giới lâm vào cực hạn hỗn loạn. Kẻ thắng làm vua, đây là một hồi cuồng hoang tận thế. Chương 1 Chương mở đầu, tận thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Còn đang chờ cái gì? Bây giờ liền giết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 A hình nhà xe Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thiết lập nơi ẩn nút Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Cứu người Không cứu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Vì thế giới quái vật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nơi ẩn nút thăng cấp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Biệt thự người sống sót Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Thức tỉnh dị năng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Phân phối nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.